Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên cho Hùng Lý gửi lời chào đến cả nhà thân thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa an lành và một buổi tối hạnh phúc. Thì nhân dịp hôm nay buổi sáng, Hùng Lý và em Bi Kim và Nguyên Nguyễn, hôm nay là ngày 18, thì Hùng Lý có nói là trong tháng có 6 ngày mà Hùng Lý luôn luôn gọi là làm cái gì thì hay đặt vô 6 ngày đó là mùng 8, 18, 28 và mùng 9, 19, 29. Thì hôm qua là ngày 17, Hùng Lý bắt đồ ăn chay xong. Thì hôm nay là ngày 18, thì Hùng Lý và Bi Kim và em Nguyên Nguyễn đang đi kiếm mặt bằng để chuẩn bị một cái kế hoạch sắp tới nha cả nhà. Thì cả nhà mình có ai biết mà mặt bằng nào mà tầm cái giá 10 triệu hoặc là 12 triệu đổ lại, thì thật sự em cũng mới bắt đầu tập tành kinh doanh. Thực chất mà em nói luôn, nếu mà không có Nguyên Nguyễn và Bi Kim hoặc là không suy nghĩ đến cho những chị em xung quanh á, thì sẽ chắc chắn không có Hùng Lý kinh doanh về cái ngành ăn uống đâu. Hùng Lý thật là tại vì Hùng Lý muốn là khi mình làm thiện nguyện á, thì Hùng Lý cũng muốn là mình có một cái đồng ra đồng vô gì đó. Nếu mà mình có một công việc gì đó là nó hơi nhẹ nhẹ mà kiếm được ít ít tiền thôi, thì mình sẽ lấy cái tiền đó ra mình làm vào những cái điều mà mình cần muốn làm. Còn từ thiện mà các nhà biết, từ thiện là nó sự lâu dài, mà tiền nhà mình cứ làm ra hoài thì Hùng Lý sợ mình không có trụ nổi. Nên vậy cũng muốn kiếm cái gì buôn bán để có cái đồng ra đồng vào. Và thứ hai nữa là những anh chị em xung quanh mình đó, như chị Giàu hoặc là em Tèo rồi đó, hoặc là những ai mà đang cần cái việc gì làm đó, thì mình cũng đưa anh chị về làm chung giống như một cái gia đình gì đó, chứ không có tính theo kiểu người làm nha cả nhà. Cùng nhau buôn bán được thì cùng nhau chia sẻ nhau mà sống. Thì bây giờ là ba anh em mà sáng giờ đi kiếm mặt bằng nhưng mà chưa có tìm được bữa ý. Thấy cái mặt bằng gần chợ Phạm Thế Hiển nhưng mà nó hơi bị thuất quá đi. Nên vì vậy là đang đi trên đường xong rồi thấy cái tiệm phở ở đây ngon quá, trưng bày hấp dẫn quá, chị đó là buổi chiều trưng bày còn hấp dẫn hơn nữa, ngon quá đi, nên Hùng Lý tấp vào ăn, làm cho cả nhà mình một cái clip luôn đó. Cả nhà nhìn đi, bầu viên em thấy là chị đó là bán gì này là vơi đi nhiều, tại vì 9 giờ mấy rồi bò gân nè. Em bảo đảm là nhìn ở đây là chị này bán đồ ăn là gọi là lấy những cái đồ chất lượng không á. Tại vì Hùng Lý đi ăn đồ á, Hùng Lý đi chợ, Hùng Lý cũng thích mua những cái chất lượng, kể cả từ thiện cũng vậy. Nên Hùng Lý nhìn vào, Hùng Lý biết là những cái phần này đều là chất lượng nha cả nhà. Đó, cái gân bò này nhìn là biết gân bò ngon nè. Bò viên nhìn Hùng Lý cũng sẽ đoán được bò viên ngon nữa đó. Bò viên mà lỗ nhiều vậy nè cả nhà. Còn bò viên mà bột của mình cắt ra là nó liền lệch láng lình luôn. Thường thường như vậy đó, mình cảm nhận cái miếng bò viên ăn vô là rất là dai và ngọt. Đó là theo cái cảm nhận của Hùng Lý đi ăn nhiều, Hùng Lý biết. Còn cái này là gọi là sụn bò, còn cái này là gọi là móng bò. Thì Hùng Lý có kêu một tô bò kho, kêu thêm một tô sụn bò và thêm một cái móng nữa. Đúng là cũng là không được, đừng có thấy là Hùng Lý không bao giờ mà ăn nhiều vậy đâu, thấy cũng là không được. Bây giờ mình đi vào bên trong. Bên trong có Nguyên Nguyễn và em Bi Chim đang đợi Hùng Lý. Và đặc biệt nó cả nhà ơi, ở đây chỉ có tỷ nữa nè, tỷ bò nữa nè cả nhà. Tỷ bò này là đi thường thường là đi Châu Đốc á, thì có là ở chỗ quán nhà sàn, quán Hữu Tình đó, thì còn trong cái lẩu bò có cái này, nên là thấy có cái này rất là ngon. Một lát cũng kêu chị bỏ vào một miếng ăn. Thôi giờ mình đi vào phía trong thôi cả nhà. Thì một lát Thá sẽ dạo cho cả nhà mình thêm sẽ coi những cái bò kho này rất là ngon luôn. Hú quá trời hú rồi. Quý bao vô đây, em trả hết cái chầu này luôn, ở nhà vô ăn với em. Anh chị ăn không? Anh Thủy Đỗ ăn không? Tiết Nhi Trần, Châu Kiệt, anh Vũ Nguyễn, anh Jimmy, chị Jenny Hoa, chị Tú Trần, anh Dũng Nguyễn, anh Peter đó, chị Kim Loan. Rồi nhớ gì mời hết, tại vì nhớ người nào mời người đó nha. Rồi ai nữa ta, ai Thủy Tiên, rồi ai nữa hết ta, Úc Quỳnh, Tina Quỳnh, rồi ai nữa. Nói chung là mời hết, em nhớ người nào vô đây ăn, ăn kêu thoải mái nè. Bây giờ kêu hết xe cũng được. Đây chị ơi, lấy nếu mà kêu hết xe luôn, ăn luôn. Hùng Lý trả vô đây ăn nha, ăn thoải mái, muốn kêu gì kêu nha. Đó, rồi ai nữa ta, còn nhiều lắm luôn mà không có nhớ hết. Anh Hoàng Vũ Nguyễn đồ nữa đó. Hình như tên chồng của mình nhớ sao quá cả nhà. Biết sao không? Nằm trong tim mới lấy ra nó hơi lâu. Còn ở dần cái kêu anh chị thì nhớ liền. Còn ông xã của mình á, nằm trong tim mình. À còn nữa, Tấn Quỳnh nữa. Cái gì Michael Quỳnh. Ủa, đi đâu vậy? Bà đi đâu kể tôi bà. Bà lo bà ăn đi. Ủa, ăn sáng. Sao trùng hợp vậy? Trùng hợp không? Ôi ôi. Ủa, phải đâu vậy? Đi quay em á, tìm em á. Thôi chết, sao trùng hợp với vậy? Tôi bò kho nè, dịu nha, nhìn nè. Cái gì vậy? Cả nhà nhìn nè, cả nhà.
Ủa anh ăn này không hả? Không, anh ăn phở nữa mà kêu bên đây mình lấp cặp người miếng thử coi nó ngon hay không. Ăn bà kho cái nước. Mùi hấp dẫn quá đi. Làm một chén tương liền. Một chén tương. Nhưng mà chén tương của em là ở đây là không vừa ý rồi. Xin cái chén bự mới được. Anh ăn tỏi nhiều lắm mà. Tỏi vô nhiều thì nó sẽ bị chết virus. Anh ăn tỏi nhiều lắm. Bà kho của em đâu chị? Hả? Bà kho của em đâu? Có gì hả? Chị ăn bà kho hay là gì? Bà kho, em ăn bà kho giá sống á. Dạ. Hay là chị muốn em ăn cái này không hả chị? Ngon lắm cả giờ ơi, thật sự là chưa có ăn vô nhưng mà nhìn hấp dẫn quá đi. Nhìn ngon lắm, mình ăn vô thì mình mới biết ngon hay dở. Nhưng mà nhìn vào thấy hấp dẫn rồi. Nhìn thấy ngon quá trời ngon luôn á. Nhiều khiêu không? Điều kêu. Cái nước quả bầu quá ngon. Cái này giá sống hả? Cái này giá sống, cái nước quả bầu quá ngon. Quay cái này xong chút đi. Chị dắt ra sau cái nồi chị đang nằm. Nó đầy thật. Đi liền luôn. Trời ơi, em ăn từ từ. Trời ơi, anh hấp dẫn vậy. Chị nói chị quay cái nồi. Thật hấp dẫn lắm. Ôi ôi, đâu. Đùi, ôi ôi. Thái ơi, hú hồng của chim mén. Thái ơi. Vui vậy. Quay sát vô Thái. Chị mở đèn lên đi, chị có đèn không sao? Ờ. Chị dở cao lên, đỏ dở cao lên, đỏ nhìn lên. Đó, đuôi. Ủa, đang hầm thì cả nhà gọi lên coi nè. Móng đeo. Ôi ôi. Sườn sụn nè. Chị hết rồi chị ơi. Rồi mấy cái này là mấy cái túi sườn sụn này chị ở dưới đây là đại nghẹt á, giờ nó phải chồi lên rồi nha. Bởi vậy em đi ngang qua thấy cái này trưng bày là em biết ngon liền, em nói thiệt cái cảm giác em đi ăn nhiều. Thế em chị biết. Chị bán lẩu, thật ra to nhiều thịt dữ lắm, cái nồi chị đang bán sáng giờ nè, nói nè. Còn nồi này chút là bán nè. Cái nhìn của em hay lắm nha. Khi mà em chạy ngang qua em ăn cái em nói là bảo đảm cái chỗ này là có những cái đặc biệt nè. Tại vì cái cách trưng bày móng bò móng đồ. Tại vì cái phở á, cái phở em đi ăn á, em thấy là phở đi ăn á là tái nạm được bình thường thì cứ tấp vô thôi. Nhưng mà vừa tấp vô lại em nói là ở đây là có cái những cái lạ mà mình ăn vô mà gọi là làm cho mình thấm rồi nha. Thiệt vô là thấy móng bò đồ kia trưng bày mà. Từ sáng rồi tới chiều á, tới 3-4 giờ mới xong, tại vì miếng cái đuôi này nó dai nè, phải cho nó mềm mà nó dẻo luôn đúng không chị? Đúng rồi, dạ đó. Dạ đó là như nè, còn dưới là đè với gân với nạm với xương này nọ dưới đó đầy hết luôn. Cả nhà ơi, cái này là không phải là em đang đi review mà để được mời đi review đâu cả nhà, cái này là thấy đi ăn ngon, đi ngang qua thấy hấp dẫn quá thì muốn quay muốn quay cái clip cho cả nhà mình để cả nhà mình xem thì cả nhà mình mốt cả nhà mình. Tại vì em là người đi ăn, đi uống, với lại lên clip thì lâu lâu cũng muốn cho cả nhà mình là sẽ gửi đến những người thương yêu của mình đến những cái nơi ăn ngon. Bây giờ em đi ra quả nha cả nhà nha. Dạ. Yeah. Rồi, cô chủ cho em hỏi là ở đây bò kho mình bao nhiêu một tô vậy cô chủ hả? Bò kho mình một tô là 38.000. 38.000. Nếu mà đặc biệt á thì là 50, đặc biệt thì thịt nó nhiều. Em hiểu rồi. Nếu như mình kêu lấy em tô thì bán 38. À, còn rồi. Nếu mà chị kêu cho em tô đặc biệt là 50. Còn thí dụ mình kêu móng bò đồ là mình thí dụ như em mình kêu thêm thì thường thường là tính giá thì chị tự làm cho khách là sao? 50 50 chén một tô phở đuôi hay móng gì á. Móng này sụn rồi đó là 50 tô phở. À, còn cái tô để em kêu thêm đó là bao nhiêu? Cái tô thêm là 50. 50. Quá wow, ngon lắm chị ơi, em thấy là ngon lắm. Dạ, thay bây giờ là cái nhà mình vô xem lại nha. Rồi cảm ơn. Quay trên tường đó. Dạ dạ. Còn ở địa chỉ ở đây là phở Hùng 2. Thiếu chữ Lý phía sau nha cả nhà nha. Tại vì không phải của em nên nếu có chữ Lý là của em gọi là Hùng Lý. Còn đây là Hùng 2 không rồi nha cả nhà nha. Phở Hùng 2 thì địa chỉ là 841 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 nha cả nhà. Thì để giờ Hùng Lý ăn, Hùng Lý cảm nhận và cả nhà mình vào xem coi là hấp dẫn như thế nào. Sau này nếu mà ai mà gần ở đây mà đi ăn thì cũng ghé thử mình ăn. Tại vì Hùng Lý không cần phải review lấy tiền cũng vậy nữa. Nhưng mà chỗ nào ăn ngon thì giống như là gọi là mình đền đáp lại cho những người yêu thương mình khi mà đã luôn luôn thương yêu và quý mến trên kênh Sức Sống Mới. Thì mình đi ăn chỗ nào ngon không cần phải là ở đó phải trả tiền cho mình review. Ăn ngon là cứ gửi đến cho cả nhà mình. Thì cô chủ bán được thêm thì cứ càng tốt, mình đó mới làm việc tốt chứ không có gì hết. Nên cả nhà hãy cùng Hùng Lý vào phía xe phía trong bàn ăn nha cả nhà nha. Nè cả nhà, hồi nãy cô chủ nói tô này là 50. Tô đó đó. 50 dịu bộ ha. Đúng không? Xương móng xương rồi nè. Móng hả? Mà sụn cái này là sụn nha. Ơi, nó nặng quá đó bị chim hơi bóc tay luôn đi. Bóc tay không, cái này bóc tay mới ngon. Xương nó nặng quá.
lắm hả? Anh năng vậy nè, ở nhà anh năng vậy nè, không giống người ta lặt lặt không? Như bao người không? Nó nhanh chấm nè. Dữ lắm. Cái nước bở đúng là chỉ nấu ngọt là phải cả nhà thấy không? Chỉ nấu cái dũng sầu cái nấu nọc xương như này à, khủng luôn. Bây giờ tao nói buôn bán cái gì cũng vậy á, mình chịu khó mình đầu tư, mình làm có tâm, tâm rồi có vọng. Đúng rồi đó, khách sẽ có tâm, tại vì khi mà lại người mình làm đúng, khách lại ăn là tự nhiên sẽ quay lại. Có nhiều khi mình cứ nghĩ là bây giờ cái tiêu chí của Hồng Lý sau này mà ra buôn bán, cái Hồng Lý hơi kỹ thật sự, là cái Hồng Lý chỉnh chu lắm, cũng nói chung là buôn bán mà cả nhà cái gì cũng đôi lúc cũng bị có sự sơ xuất, nhưng mà cái sơ xuất nhỏ thôi. Cái sơ xuất là ví dụ như là mình làm ra cái ngày đó thì giống như là ướp bò ướp gì đó thì khi nó cũng hơi cái ngày đó hơi giống như là trong hơi vui buồn trong người, ví dụ cái người phụ mình đi ướp hơi mặn hơi lạc thôi, chứ mà về chỉnh chu mà sạch sẽ mà lên cái dĩa ngon nhìn hấp dẫn là chắc chắn là Hùng Lý sẽ không có bỏ sót cái đó đâu. Dù Hùng Lý không có gành giống như là những cái ta đầu bếp người ta chuyên nghiệp đi, nhưng mà ít ra nhìn lên cũng phải có sự hấp dẫn, giống như Hùng Lý nấu đồ chay hay là nấu cơm cho bà con đường phố cũng vậy, nhìn hấp dẫn ngon thì Hùng Lý buôn bán. Dù mình không giỏi được những tay đầu bếp mà người ta lên nhìn hoành tráng, nhưng mà ít ra là cái số lượng khách chung mà gọi là vừa đó thì Hồng Lý nghĩ là sẽ ok, sẽ nhìn vào sẽ gọi là hài lòng. Vậy mang phở như thế nào? Ngon quá, ăn miếng tụm nguyên nguyên tức tắc luôn, cả nguyên cái thợ luôn á, thiệt hết. Đi kia ăn tới ăn phở như cả nhà. Em ăn rồi. Tô phở như là 38 ngàn, mình không có kia đặc biệt phải không? Như là 38 ngàn nha cả nhà. Nhưng mà anh thích cái này quá. Thích bò con hả? Quá. Không phải là bò, ngập cái rụng không, chấm ngon quá. Ôi ôi, anh mà ăn vậy nè. Năm ký. Anh rồi là lên 5 ký. Bị tết tạ. Bị tết tạ đó. Ngon. Ôi ngon. Phải ăn cả nhà. Hơi có tỏi luôn á má. Không biết là tỏi gì nha. Mềm lắm. Ở đâu mà có tỏi là chết với anh, lỗ chết. No quá cả nhà. Gân bò để em ăn hết trơn rồi. Rồi thật sự em kìm không được, hôm nay là chết em nữa đó. Em ăn mấy đồ này làm mấy bữa đó em sợ dữ lắm luôn mà em ăn gì hơi su. Tỏi em ăn 3-4 chén luôn. Để em vớt cái này, vớt này bị chim, ngon này bị chim. Quá, vớt không? Hành nữa hả? Thôi ăn thái á. Ngon. Không phải ăn gì. Lâu rồi buổi sáng ăn là bò kho với phở bò. Ngon ha. Rất là nhiều luôn. Thôi bây giờ chúng em đi mua vàng đây. Thôi chứ bị chim, làm gì làm á. Cũng mong sao cầu ơn chơi cho mình tìm được cái mặt bằng nào á. Đây là mình cầu xin thiệt á, là không có cần, mà em không cần phải làm giàu đâu cả nhà, nhưng mà có sự ổn định, làm giàu bán được đánh thắng thì ai cũng mừng hết trơn. Mà cái tiêu chí của tụi em vô là còn mong sao cho có một cái thu nhập, cái thu nhập đó nó có một, nó ổn định chút xíu để không có bấp bênh. Em thì nó bấp bênh, mà là bấp bênh, nhưng mà giống như là làm cái gì nó cũng hơi nhát tay. Giống như bây giờ em muốn giúp người đó 1 triệu, em muốn làm cái từ thiện nó 3 triệu 5 triệu đi, mà tiền nhà không, không phải một ngày đâu cả nhà, cho 5 triệu 3 triệu ví dụ, mình cho một lần đi cũng không có làm cái gì hết. Nhưng mà bây giờ là em cũng là đại diện một cái kênh Sức Sống Mới, là đại diện một cái thiện nguyện, thì ngoài anh chị mà đồng hành ra thì em cũng muốn là em phải vừa góp công, góp sức và góp của vô nữa, chứ không phải là em nghĩ là em bỏ công không đâu. Tại vì ngoài những lúc á em đi trên đường, đâu phải lúc nào em cũng kêu gọi anh chị được đâu. Em gặp người ta khổ, không lẽ em cầm cái điện thoại lên gọi cho anh chị ơi, người đó đang khổ, và lúc nào cũng là Thái bên cạnh em đâu, mà quay cái clip lên để up lên để kêu gọi cho người ta. Thì mình giúp người ta là giúp cái lúc người ta đang khó khăn, mình giúp liền.
thì ít ra thì em phải đi làm cái gì có đồng ra đồng vô. Còn ví dụ cuộc sống của em một mình thì dễ lắm, em không đại diện cơ sở sống mới, em sống ở nhà ngày cơm ba bữa, lâu lâu đi chơi thì tiền bạc cho em xài thì cũng không đến nỗi nào mà để cho em phải khổ đâu. Nhưng mà cái này là em đang tính con đường lâu dài, mình đại diện lâu dài, không biết em với cái cơ sở sống mới nó sẽ có duyên tới đâu. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang rất là ok, đang rất là vui vẻ, thì em phải tính cái đường lâu dài là năm này qua năm nọ nữa, thì không thể nào mà lúc nào cũng không làm ra tiền mà xức cái tiền túi mình ra bơi thì núi nó cũng lở chứ đừng nói chi mà một hạt cát giữa sa mạc như Hùng Lý. Chỉ là gọi là thời gian làm á, mình tích trữ, mình dư giả được một cái số tiền, nhưng mà mình sống cho bản thân mình á thì mình sống nhẹ nhàng thì được. Còn mình sống kiểu sôi nổi ở ngoài xã hội á thì có nhiều cái để cho mình giúp, có nhiều cái giống như bây giờ á, em làm đó em thấy nhỏ em nó khổ quá, cái em giúp cho nó để anh cho em giúp cho em 3 triệu 5 triệu để em buôn bán em làm ăn, hay là trước mắt là mất tiền nhà 5 triệu nữa rồi đó, tại đâu có thu nhập vô đâu. Còn thấy em này khổ giúp em này 500 triệu, mà con mắt em thì nó lẹ lắm, con mắt với cái tay nó lẹ lắm, cả nhà hỏi biết chim đồ chơi biết. Em mà thấy là em chụp ra em đưa liền, em bất cần suy nghĩ là cái đó tổng tiền đó là em chiều nay em có hay không, nhưng mà em sẽ giúp trước đi, là em móc ra em làm liền. Cái tay em lẹ, cái biệt em lẹ lắm. Ví dụ như đi chơi với các em, vậy các em mà khổ cái rồi đi đi anh cho em 2 triệu, đi đi em cho anh cho em 1 triệu, cái miệng lẹ lắm. Bởi vì vậy là em phải cần có thu nhập gì đó chút chút để có cái đồng tiền đó mình chia sẻ lại trong cuộc sống. Chứ đó với em mà nói bây giờ mà mở ra mà để em nói là em đang đánh vô cái sự làm giàu để kiếm tiền nữa, em thề giữa trời không có. Chỉ trời thương cho em kiếm tháng chút ít nữa thôi, nói hai giây giác làm chứng, kiếm cho em chút ít nữa thôi để em có đồng tiền đó, để em càng ngày càng đứng vững trong cái con đường thiện nguyện là em thấy em vui rồi. Dạ. Còn hay nói mà Hùng Lý mà kinh doanh từ thiện chứ Hùng Lý hỏi cần làm gì trơn cho rồi đi. Tiền có sẵn nè, mà vừa kinh doanh từ thiện nó nằm phè ngủ cho nó sướng. Thật sự đổ tiền ra không mà vẫn bị chửi, nhưng mà hình như là những anh chị đồng hành với mình đã thương mình rồi, nên là mình bù đắp lại được cái đó. Những người chửi mình, rồi những anh chị đồng hành so dịu lại, thương mình, an ủi mình, cái mình lấy cái đó, mình lấy cái sự đó mình qua mình cân bằng lại, mình không buồn. Cái thực trước ra nhiều khi á, trời ơi mới lúc thì ra nó trời ơi mới đi làm cái thiện nguyện ở đó hết 10 mấy 20 triệu, vui quá trời vui luôn. Tại mình nghĩ là mình giúp được bà con khó khăn, cái tự nhiên vừa đăng cái clip là cái bị chửi má này á, từ thiện má này kêu gọi má này ăn từng tặng từ thiện, tự nhiên cảm thấy nó bị chạnh lòng, hơi bị buồn. Nhưng mà bù lại ở dưới bình luận kế tiếp nữa là Hùng Lý ơi em giỏi lắm, em làm cái điều này rất là tốt, rất là có ý nghĩa, mình cân bằng thấy vui. Nên là em phải cố gắng hơn trong cuộc sống, cố gắng làm một chút cái gì đó để kiếm tiền, để sẽ chia sẻ lại cho hoàn cảnh khó khăn, để những người anti càng ngày càng nhìn thấy được là những gì Hùng Lý làm đều chia sẻ cho cuộc sống càng thêm vui và hạnh phúc, chứ không có gọi là trục lợi để kiếm tiền về cho bản thân mình, không bao giờ có, chắc chắn không bao giờ có. Em cả nhà nha, thì bây giờ kết thúc clip mình để cho đi chim. Nói xong rồi. Anh là giống như là nói về cái tiêu đề, cái tiêu chí của công việc sắp tới của mình, còn em là cái bye bye chào tạm biệt rồi đó. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.